Sức mạnh vương giả. Một chiêu thức mới nữa sao? Có vẻ như chiêu thức này của hắn có vẻ mạnh lắm. Mình phải làm cách gì đó mới được. Quyết chấp đi, Naka. Oh my god, cái gì vậy nè? Không thể tin được, cái quái gì vậy nè? Đây chính là sức mạnh của sự vương giả. Ngươi sẽ không thể nào chống chịu được chiêu này đâu, Naka. Chiêu kinh khủng như thế này, nếu mà là tôi trong phạm vi đó thì tôi cũng bay màu mất tiêu. Nhưng mà may là tôi tổng thống đó. Thế thì chắc chắn là tên Naka nó không thể tránh được chiêu này rồi. Hắn ta đã thật sự bay màu rồi. Chúng ta đè bẹp hắn rồi. Thức ghi vương giả, chúng ta thắng rồi. Chiêu thức này của ông quá mạnh. Tôi nghĩ rằng hắn ta cũng không thể nào cầm cự được thêm đâu, Huggy vương giả à. Oh my god, chiêu thức này thì ai có thể chống chọi lại được nữa, Huggy vương giả. Sức mạnh này của ông quả nhiên là lợi hại và kinh khủng thiệt luôn rồi. Ta nói rồi, ta quay lại đây xử tên Naka một cái hộp thôi. Thì đúng rồi, ta không hổ không tốn phí thời gian, chúng ta đã cực khổ lấy được 5 viên đá đi để kết hợp được hình dạng như thế này. Nếu như ngay từ ban đầu tìm được 5 viên đá thì tên đó đã chết ngay từ đầu rồi. Oh my god, sức mạnh này là sức mạnh cực kỳ tối thượng luôn rồi, chứ không còn gì nữa. Chiêu này phá luôn cái backdrop rồi. Đúng vậy, chiêu này nó phá hẳn một cái thế giới, một cái vùng đất siêu to. Đến cả backdrop khó phá như vậy mà nó cũng còn phá được nữa các bạn ơi. Nó sâu xuống đời vo như vậy luôn nè mọi người. Oh my god, tôi thử hỏi rằng là Naka hay bất kỳ con kia, nếu mà nó bị dưới đòn này thì nó cũng lọt xuống đời vo, nó chết thôi à. Đúng vậy, cái này heo thuộc dạng gọi là ông đánh nó mất xác luôn rồi đó. Hức ghi vương giả à? Đương nhiên rồi, chiêu này là chiêu tối thượng nhất của ta mà. Tối thượng nhất luôn rồi hả? Tại sao ông lại dồn một chiêu mạnh nhất cho hắn ta luôn vậy? Không nương tay luôn á. Đã đồng hành lâu rồi, ta muốn một chiêu xử hắn luôn. Chúng ta tổng nhất là dùng một chiêu đó, chúng ta dùng chiêu yếu hơn thì hắn sẽ copy đó. Đúng, kiểu này thì hắn copy gì nữa, chưa kịp copy nữa là cút khỏi bản đồ luôn rồi các bạn à. Vậy coi như là chúng ta đã giành chiến thắng rồi. Mặc dù chúng ta đã nói chữ đầu hàng, nhưng mà đó là một trong những kế hoạch đầu hàng nhưng mà không đầu hàng, gọi là đánh lừa đối thủ. Đúng vậy, quá hợp lý luôn rồi Huggy vương giả ơi. Bây giờ chúng ta làm gì đây ta? Tự nhiên cái thắng cái giờ tôi cũng không biết làm gì tiếp theo nó luôn nữa. Ôi trời ơi, chỉ mấy gì ăn mừng cho nó vui vui như vậy. Coi như là hắn ta đã chết, chúng ta đã giành chiến thắng rồi đó Huggy vương giả và Midday Uncha. Còn tên nào không để ta giải quyết luôn? Cái gì vậy ông nội? Cái gì mà đòi đánh lộn nữa vậy ba? Vậy là đủ rồi. Trời ơi, trận chiến vừa rồi chưa gì quất người ta chiêu rồi, lấy gì đánh nữa? Bởi sức mạnh này trong tay ta không còn ngán muốn con là nào hết. Trời, hổ báo cáo trộm này. Ôi, đang đánh. Ôi, Yesu. Tôi đã đến rồi đây. Oh, Yesu. Ôi, có bò xì đồ này luôn. Có cả hai hân gây thần thoại ở đây luôn mấy bạn ơi. Ủa nhưng mà hãy... Ta biết ngay mà, con trai của ta, ta rất là tự hào với con đó. Ô là trời. Họ làm được mà, thấy chưa Yesu. Ô là trời. Cái này là... Đúng à, vậy. Thì ra đây là công sức của chúng ta hay sao? Nói chung tất cả trong trận chiến này, tất cả không phải là của riêng ai hết, tất cả là do tất cả mọi người cùng hợp tâm hợp lực lại với nhau thôi. Đúng rồi. Hình như sau khi kết hợp cái vụ này thì sức mạnh này có thể ngang bằng được với thần không Poseidon đi? Theo ta thấy cũng
gần rồi đó, mà bọn ta vẫn mạnh hơn nhiều. Nhỏ nhát sao? Ta bây giờ là ngang hồn đó, ông có muốn ra xuống lỗ một trận không? Ai, rảnh quá ha, Không, okay. Biết rồi. Trong đó là có rất nhiều tội đồ của Danny Benny nên trẻ trâu vậy đó, nên thôi kệ mọi người đừng quan tâm cho lắm. Hiếu thắng, tháo thắng, hiếu chiến lắm nên là tạm thời. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng là chúng ta đã giành được phần thắng trong cái đại chiến hất ghi này rồi. Nhà ta mới có thể chiến thắng cái đại chiến này đó nha, ui đừng có nói mà trẻ trâu nha, ta không chấp nhận nữa. Trời ơi, ngươi hơi bị tự tin rồi đó, nếu như mà không nhờ ta chỉ ngươi như viên đá đó ở đâu á thì làm gì mà ngươi có hình dạng này mà ngươi nói ơi, hả? Jesu chỉ nhận viên đá. Tôi tìm muốn chơi luôn, tôi kêu ông vô, ông có giúp đỡ ông nói gì vậy Jesu? Thì tôi có đưa ra những gợi ý cho cậu mà. Gợi ý gì đâu? Mày nói gì vậy? Tôi đưa cho Duy Hà một viên đá. Tôi chạy gợi ý gì hết. Nhờ tôi đúng là nhờ Bossy Donny đưa một viên đá. Bây giờ giành công rồi các bạn ơi. Thôi tôi không quan tâm đâu, bây giờ ai muốn nhờ ai cũng được, nhưng mà tất cả những cái này là do chúng ta đều hợp lực lại với nhau. Đúng rồi, tôi nói hợp lý đó. Đúng vậy, không có mời đi. Không có phần lớn gì cả, tất ông cả là do chúng ta. Ôi mà không cứu ông bằng cái lòng của tôi thì chắc ông với lại đất đi đó cũng ngẫm cứu tỏi rồi. Ai cần ơi cứu chứ, tự nhiên nhốt tôi lại trong lòng làm không đánh được. Tên nào chính là tên đòi ra lòng để xử tôi mà khi trong tôi đòi thua. Hay quá à, ha Danny Benny. Cửa Danny Benny đang bên trong nên nói chuyện nhất cái đầu này chứ các bạn ơi, khó nói chuyện quá à, trẻ trâu quá. Thôi nói chung là bây giờ chúng ta giành phần thắng rồi, nên là bây giờ ngày hôm nay tôi phải cố gắng đi chi trả lại tất cả những cái viên đá cho mọi người nữa. À đúng rồi, cậu có cần tôi giúp không? Thôi chính tay tôi mượn thì chính tay tôi sẽ đi trả. Nhớ địa điểm để trả không đó Huy Hà? Cũng nhớ, nhưng mà bây giờ gặp ông ở đây rồi thì tôi trả ông luôn nè Bossy Donny. Rồi, viên đá hủy của ta đó. Đúng vậy, bây giờ tôi sẽ đưa cho ông đây. Viên của Bossy Donny là viên hủy đó mọi người. Nếu như mà bây giờ trả viên đó thì lần sau ta không kết hợp với nó không? Thì sau khi hết thời gian hay là hết sức lực gì đó mọi người tách ra thì khi mà cần thì chúng ta phải đi mượn lại hay sao thôi, chứ không thể nào chúng ta giữ viên đá hành cho chúng ta được. Chúng ta lấy trả viên đá thôi. Đây, viên của ông là viên thủy đúng không Bossy Donny? Rồi, nó đó. Đúng rồi, còn gì nữa. Đây chính là viên đá thủy đây. Cảm ơn ông vì đã giúp tôi mượn viên đá này để cho mọi người có thể thắng được trận chiến này. Công của ông cũng là cũng góp một phần rất là lớn đó Bossy Donny. Tôi gửi lại ông. Không có gì đâu. Công của Bossy Donny lớn hơn ông chứ không à. Ê thằng kia, mày nói gì nữa? Tao đánh mày phát là mày tách ra khỏi cơ thể mày luôn á. Mới có tí sức mạnh mà đã gãy rồi. Thôi đi. Chưa có gì va chạm với nhau rồi mấy bạn ơi. Đúng là cái sức mạnh này nó quá lớn. Mà thằng Benny nó lại háo thắng hiếu chiến quá. Nên là thầy, đúng là ông không nên sở hữu sức mạnh này một tí nào cả Danny Benny à. Tại sao không tao mới đánh được tên kia đó. Không mệt rồi đó. Mệt cái gì mà mệt. Tại sao Hất Ghi tới người thượng. Người kia mình đánh được là người gãy sao. Tại sao Hất Ghi tới thượng không ra làm chủ bản thân này đi mà để cho Danny Benny trời ảnh hưởng nhiều vậy trời. Có một mình hắn làm sao rồi trời ơi, với đánh bản thể của mà cũng đúng thiệt. Tất cả nhân cách của Danny Benny thì lại quá nhiều và quá lớn. Hỏi làm sao thì sức mạnh này nó không đủ mạnh được. Nhưng mà mình sẽ làm một cái video để mình khám phá thử bên trong sức mạnh của Hất Ghi vương giả để coi thử như thế nào mới được các bạn à. Mình cũng khá là tò mò các bạn ơi, mới có hơn chiêu à nên không có đã gì hết á. Thôi được rồi, chắc là đây là lần cuối chúng ta có thể thấy được Hất Ghi vương giả đó mọi người ơi. Bởi vì bây giờ chúng ta không còn đối thủ nào nữa. Và thêm nữa là chúng ta sẽ không còn cuộc chiến nào nữa. Đại chiến đến đây như vậy là quá đủ. Biết bao nhiêu hương vong và bao nhiêu thứ đã bị phá vỡ rồi. Vậy đến nay là nó kết thúc rồi. Tôi cũng thấy như vậy. Cái mỗi lần tôi cứ, mặc dù tôi biết rằng là ngọn núi của chúng ta lớn thiệt, nhưng mà thế nào rồi cũng sẽ có một kẻ địch nào đó nó sẽ lớn hơn chúng ta thôi. Nên là không sao đâu, bây giờ chỉ cần có kẻ địch thì cứ đi lấy năm viên đá cho ta kết hợp là phải xử hái trong lòng một nốt nhạc. Vấn đề là chúng mọi người có thể đưa lại cho chúng ta và bằng một lý do nào đó hợp lý để bọn họ có thể trao những viên đá cho chúng ta hay không. Nên nói chung là bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt tại đây. Tôi sẽ đi trả những viên đá trở lại vị trí của nó. Còn mọi người thì cố gắng chung sống lại bình thường đây. Dù gì thế giới bây giờ nó cũng bình yên hết rồi. Hình như là chúng ta đã trôi được hơn 15, 16, 17 tiếng gì rồi đó. Đã trôi rất là nhiều thời gian qua để chúng ta mới có thể kết hợp được tới như vậy. Nên là bây giờ chúng ta đã tốn rất là nhiều thời gian cho cuộc đại chiến này rồi. Nên là bây giờ mọi người đi ăn mừng hay là làm gì đi. Tôi còn có nhiệm vụ cuối cùng là trả những viên đá đó về lại nữa. Rồi chúng ta
đi ăn mần thôi nào. Ôi, nhưng mà quên hả? Mới đây. Hả? Gì vậy? Quên một chuyện đó. Chuyện gì cơ? Con chuyện gì ta? Thằng bót ghi cháu trai của ta thì sao? Ờ quên thằng bót ghi thì sao? Đúng rồi, nếu mà Naka chết rồi thì giờ bót ghi nó có không nguy hiểm. Tôi nghĩ là chắc thả. Mọi người nghĩ sao? Rồi chúng ta thả thằng nhỏ ra đi. Trong đó hơi lâu rồi đó. Dù gì thằng nhóc đó cũng bị chói trong đó. Không chắc đâu, nhưng mà nếu như mà nó vô hại rồi thì chúng ta cứ thả nó ra thôi. Đúng vậy, dù gì thằng nhóc đó chỉ là một thằng nhóc bị nhốt như vậy thì cũng khá là tội nó nữa. Nên là bây giờ chúng ta thôi đợi đi, sau khi tôi trả hết những viên đá sau đó thì chúng ta qua mở cái đó coi như là ăn mừng trận chiến này thành công. Ok. À, hợp lý á. Ok. Nhớ nhanh đó. Ok. Thì thôi thì nếu như mà hết chuyện rồi thì ta với lại thân biển đi nhậu nhẹt một tí đây. Ăn mừng cái đã. Ok, bây giờ Yesu với lại Boshi đi đi đi. Tạm biệt hai người. Đi thôi Yesu ơi. Tạm biệt mọi người, tạm biệt hai người. Hẹn gặp lại hai người sau. Bye bye. Thầy, bọn họ đi rồi. Thôi được rồi. Thôi, sức mạnh như này là quá đủ rồi. Chuẩn bị tách ra cơ thể và những Huggy khác nữa đi Danny Penny ơi. Đừng cố gắng cầm cự cái Huggy vương giả này quá nhiều. Mặc dù sức mạnh này đẹp và nó mạnh kinh khủng thiệt nhưng mà... Rồi, tao biết rồi. Một ngày nào đó tôi muốn rằng là chúng ta kết hợp nhưng mà không dùng những viên đá. Đúng, ta cũng muốn như vậy đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng là thế giới này chúng ta không bao giờ yên bình được đâu. Biết đâu được sẽ có những thức ghi khác. Chúng ta muốn những trận chiến khác, biết đâu được thì lại có những trận chiến khác nữa. Nên là khi mà chúng ta còn chiến đấu mà không có những viên đá đó thì chắc lại mệt nữa. Hình dạng này đúng như chúng ta là những thức ghi mạnh nhất đến bây giờ luôn rồi. Nên là bây giờ chúng ta phải tìm cách gì đó để có thể kết hợp hình dạng này nhưng mà không dùng tới 5 viên đá thôi. Nghe có vẻ mất khả thi quá vậy. Tôi nghĩ dù là 5% hay 1% thì chúng ta cũng phải cố gắng kiếm cho bằng được. Thôi, ngồi đi trả viên đá đi nha. Ta đi về xem cháu ta xem như nào rồi. Được rồi, thôi tạm biệt mọi người nha. Bây giờ tôi phải đi trả những viên đá đây. Tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Thôi, tôi cũng đi đây. Ok, hẹn gặp lại mọi người sau nha. Thôi, được rồi các bạn ơi. Bây giờ cái khó khăn á là viên đá kim thì là của Foggy. Ông Foggy đấu giá được. Rồi một viên gọi là viên hỏa thì mình giết của cái con kia để mình lấy. Viên đó mình giữ được nha. Chắc viên đó mình giữ được. Còn viên thổ thì đương nhiên mình giữ được rồi. Cái tên đó của cái tên kia mà. Mình nhất thiết gì mình phải trả lại tên đó đúng không? Thì bây giờ đầu tiên chắc mình phải đi trả cái viên đá mộc thôi. Được rồi, theo chân mình đi trả viên đá mộc đó mọi người ơi. Tới được nơi này rồi các bạn ơi. Không biết là vị thần này không biết có đang rảnh ở nhà hay không nữa các bạn. Mình cũng đang muốn gặp mặt của cô ta thử để coi không biết là mặt của cô ta sẽ như thế nào. Không biết vị thần gọi là thần cây này trông như thế nào luôn các bạn. Mình đang muốn coi ghê luôn á. Đầu ta, ủa cái lỗ ngay cây mà lần trước mình chui vô đâu rồi trời. À đây rồi các bạn ơi. Mình đã thấy được cánh cổng thôi, được rồi. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để trả cho cô ấy đây. Let's go. Tôi đã quay trở lại với viên đá và đã trả lại theo những gì mà tôi đã hứa. Cảm ơn cô đã giúp tôi có được viên đá này và nhờ nó bọn tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến của mình. Cảm ơn cô rất nhiều. Huggy thần, cô có ở đây không? Cô có ở đây không? Ta đây. Tôi rất là uy tín đấy. Tôi tin tưởng tôi rồi đó. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô vì đã cho tôi mượn viên đá. Tôi sẽ trả nó lại cho cô đây. Nhờ viên đá này mà ngươi mọi thứ suôn sẻ mà đúng không? Đúng, nhờ viên đá này của cô mà giúp cho đại chiến của tôi chống chọi lại được tên đó thành công. Nhưng mà mặc dù hơi khó khăn một chút xíu. Không sao, hắn là được rồi. Vâng, vậy bây giờ tôi trả viên đá lại cho cô đây. Được, vậy thì cậu hãy cậu lấy viên đá đâu thì cậu mới đặt gì chỗ đó đi. Tôi hiện tại thì không có ở cái nơi đó rồi. Hả? Cô vẫn không có ở đây nữa sao? Đúng vậy, ta vẫn còn đang ở một nơi rất xa. Còn được hãy rồi. Trả viên đá gì cho cũ nhé. Bây giờ tôi sẽ bay lên và trả lại đây. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho tôi mượn viên đá này nha. Không có gì đâu. Ôi ôi, mỗi lần bay lên đây nó xa. Ta hy vọng rằng mọi thứ sẽ êm đẹp kết thúc tại đây. Dạ, ok, lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đây rồi. Được rồi, tôi đã đặt lại đúng vị trí rồi nha cô ơi. Được rồi.
đã có thể cảm nhận được điều đó. Ồ, cảm nhận được luôn sao, sức mạnh này dữ vậy. Đúng là Hất Ghi thần có khác hả các bạn ơi, có nhiều thứ mà chúng ta không thể biết được. Vậy thôi, bây giờ tôi cũng đi về luôn đây, sau cuộc chiến chưa có nghỉ ngơi gì hết. Được rồi, ôi đi về đi, hẹn gặp lại cậu. Hẹn gặp lại, tôi cũng đang mong chờ muốn gặp cô lắm á. Lần sau gặp lại thì đừng có đem cái gắp gói gì đến cho ta nữa nha. Ôi trời ơi, tôi có đem gắp gói ở đâu, tôi chỉ đến đây để mượn đồ thôi mà. Trời ơi, thôi cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ ghi nhớ nơi này là nhà của cô đó. Hẹn gặp lại sau Hất Ghi thần. Được, hẹn gặp lại cậu sau, tạm biệt. Ôi tạm biệt, thì đi thôi các bạn ơi. Ôi chết, mình còn chưa hỏi cô ta tên gì nữa mấy bạn ơi. Thôi kệ, lần sau mình coi như lấy cái đó để mình chào hỏi với nhau luôn mọi người, có cái để nói chuyện. Thôi đi thôi, đi thôi, trừ cái đó lại để lần sau còn gặp mặt nữa đúng không mọi người. Thì cuối cùng cũng tới nhà được của ông Phất Ghi rồi, mọi người chắc đang đợi mình lắm. Mọi người ơi, tôi về rồi đây nè. Thì cuối cùng tôi cũng đã trả cho những cái viên đá hết rồi, còn những viên lại mà tôi đã lấy được thì tôi giữ luôn. Ok, nhưng mà vậy là được rồi, bọn tôi chờ ông về nãy giờ đấy nha. Hay, bây giờ chúng ta vào coi thằng nhóc đó đang như nào trước đã. Mọi người coi đi. Đúng rồi, vậy Mitty Uncha ở ngoài nha, bọn tôi vào trong cái nhà Mitty Uncha. Ok, bốn chúng ta vào thôi mọi người. Vô thôi. Chúng ta đã vào được bên trong rồi mấy bạn ơi. Bót ghi. Ok, con sao rồi? Em thấy thế nào hả? Hey, mọi người rồi. Mọi người quay trở lại đây là biết là đã thắng rồi Bót Ghi. Chúng ta chiến thắng rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Cái dấu ấn trên tay nó mất rồi. Ủa, thiệt hả? Gì vậy? Quay trên tay của thằng Bót Ghi mất thật sự. Hình như hắn đã xóa khỏi phong ấn rồi hả ta? Bót Ghi ra được rồi đó nha ơi. Đúng vậy, vậy thì càng có lý do để thả thằng nhóc này ra hơn nữa rồi. Bởi vì dù gì nó cũng đã không còn dấu ấn nữa, nó không còn là mối nguy hại của chúng ta nữa. Thôi lần này thì em đã biết được mình đã sai như thế nào chưa? Lỗi của em lớn lắm mới để mọi người rơi vào trận chiến này. Em xin lỗi. Hay, được rồi. Mà trước tiên khi thả con ra, con phải hứa với ta là sau lần này con hãy rút kinh nghiệm, ngoan ngoãn nghe lời những người lớn đi. Dạ, dạ, đúng dạ. Như thế. Đúng rồi đó. Lỗi con rồi. Mọi người thả ra đi. Ở trong đây chật chội lắm, con sợ. Vậy thì thả nó ra đi Hi Ha ơi. Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài để nói chuyện với lại Mitty Uncha, thả thằng nhóc nó ra thôi. Được đó. Đúng rồi, chờ xíu. Chờ xíu nha, Bót Ghi, bọn anh sẽ thả em ra liền. Thôi được rồi, chúng ta đi ra ngoài đâu mọi người. Được rồi, đi thôi nào. Đi thôi. Xả rồi, ổn chưa? Tôi sẽ phá mở phòng bấn này đó. Được rồi đó, Mitty Uncha ơi, thả thằng nhóc nó ra đi. Ở chỗ tôi rồi đi. Đúng rồi, nhanh lên. Phá quỷ phòng bấn. Hay, cuối cùng Bót Ghi cũng quay lại rồi. Ta nhớ con lắm con trai ơi. Ôi bây giờ cuối cùng thằng nhóc đó nó cũng ra lại rồi. Nên là có gì hai người cố gắng dạy dỗ nó lại để cho những lần khác đừng có như vậy nữa là được. Còn tôi con nhớ nghe lời cha mẹ nhớ nha. Nhớ gì chưa con, đừng có mà quậy nữa đó. Nhưng mà mất cái sức mạnh đó cũng tiếc ha. Muốn huấn luyện sức thôi, mạnh thôi, 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 thôi. Tiếc nó sở hữu sức mạnh ở tuổi này gây ra nhiều bắt rắc rối rồi chứ hả. Nhưng mà nếu nó cũng sống được thì nó sẽ giúp ích được cho tụi mình đó. Thôi được rồi, vậy thôi cứ gia đình xử lý gì đó. Xử lý đây, tôi cũng phải cần nghỉ ngơi đây. Mới biết đi ôn cha cũng vậy nữa. Thôi được rồi, hai người về nghỉ ngơi nha. Được rồi. Cảm ơn. Rồi, cảm biệt gia đình này nha. Biết đi anh trai. Bây giờ thì gặp lại ông sau nha. Khi mà có chuyện gì hay là có chuyện sao thì chúng ta hẹn một ngày đi chơi nha. Bữa giờ chúng ta chiến đấu hơi nhiều rồi. Bữa giờ chúng ta toàn là đi chiến đấu với nhau không mà cả thời gian nào thư giãn với nhau cả. Đúng vậy. Thôi bây giờ thì tôi về lại làng sinh tố của tôi đây. Hẹn gặp lại ông sau nha. Mà dù gì sau lần này thì ba của ông chắc cũng nhận diện ông với một cái bộ mặt khác rồi đó. Thôi hẹn gặp lại sau. Tạm biệt. Tôi về làng sinh tố của tôi đây. Đi thôi. Woohoo! Tạm biệt mấy đứa em trai nha. Ôi không ngờ là mình thức hai ngày luôn rồi. Trời ơi buồn ngủ quá trời buồn ngủ luôn rồi. Ủa, cái gì đây? Tôi bay làm gì trong nhà của tao vậy nè? Sao đứa nào không ngủ này hết vậy? Dậy coi, dậy coi. Vậy không dậy nữa, tao đập cái giường mày luôn nè. Tao đập. Dậy. Dậy. Nè, dậy hả? Sao? Ủa, chú, chị đã kêu đi sao vậy? Đúng. Trời ơi đừng nói mọi người, đồng hết mấy cái đống bảng này của tôi rồi nha. Ừ đồng hết rồi. Trời ơi tò mò đây nè. Ê, cuối cùng đại chí Hất Ghi cũng xong rồi, tên Naka đã bị tiêu diệt rồi. Trời ơi em biết mà anh Nia em lúc nào mà không thắng. Hay quá ha, trận chiến này xíu nữa là thua rồi đó. May là tao nhanh trí đó mà. Thôi được rồi. Trời ơi tụi bay nhiều chuyện đến nỗi vậy luôn à. Ủa mà anh Nia cuối cùng anh có tìm được viên đá cuối cùng kết hợp không mà hắn đi? Đương nhiên rồi, tao là tổng thống Nia mà mày sao mà không tìm ra được. Trời. Ủa sao anh lấy được viên đá từ cái tên Naka đó hay dữ vậy? Mày mốt đi rồi biết, chuẩn bị lên coi đại chiến Hất Ghi đi rồi biết ha. Trời ơi, hay quá. Thôi được rồi, giờ giải tán gì về ngủ đây, tao không ngủ đây, tao mệt lắm rồi. Cái gì kì ơi?
ở trong ba thắng rồi, ba ăn mừng nha. Mừng cái gì mà mừng? Em bao con em chầu đi. Đúng rồi, anh mình chiến thắng đi mẹ bao chứ. Em mừng chứ, em mừng chiến thắng. Mày khùng không? Tao thức 2 ngày rồi đó. Một chầu trà sữa. Ngày mai đi tính ngủ đây. Ok, nhớ nha. Nhớ đấy. Ginh cái giường em về. Thôi đi về luôn. Anh quái, sức mạnh, mình đã tối vậy sao? Không ai vậy được, khi vương giả được lắm. À, chưa đâu. Anh tổng thống hi hà khốn này, trời ơi, à, không được thì ta sẽ phá tất cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.